Mọi người thường nghe đồng đội gáy là làm hết rồi, chỉ việc win thôi. Vậy như thế nào mới gọi là làm hết? Cùng xem với Andy nhé. Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I? Và đó là bộ trang bị Andy thường sử dụng. Nếu mọi người thích trang bị song kiếm thì có thể đổi quả cầu băng xương thành thập tự kiếm để sốc đam khi ở dạng cáo. Lily có 7 chiêu nên mọi người cần lưu ý sử dụng combo sao cho phù hợp với từng món trang bị kình đang lên. Nếu mọi người lên theo đúng thứ tự trang bị này, nếu chưa lên gươm tận thế mọi người nên ở dạng người cấu máu trước, đủ đam thì hóa cáo, chứ đừng có ở dạng cáo lao vào rồi hóa dạng người. Vì rất dễ hụt đam, khi hụt đam rồi thì cũng hết chiêu, khả năng về tế đàn là rất cao. Trận này Andy đi đỉnh cao, đối đầu với Natalia, cách chơi và lối di chuyển cũng giống với chị Trâm Anh, nên Andy cũng dễ đoán được vào canh con bùa xanh, nhưng chỉ có mình Andy nên cũng không giữ lại bùa cho rừng được. Này Andy di chuyển, đọc map khá là tốt nên việc bị úp sọt là rất khó. Cứ quan sát bản đồ, di chuyển theo size của team địch có sẵn trên bản đồ, lợi dụng chiêu 1 và 2 tầm chiêu ra cấu máu team bạn mọi lúc mọi nơi. Một nguyên tắc nữa trong di chuyển, khi thấy mid team bạn farm lính trước di chuyển trước thì khi đi qua mấy cái bụi phải cẩn thận, phải trách bụi rồi mới qua. Và để dễ trách bụi thì mọi người đem phù hiệu thần quang, vừa dễ cấu máu, vừa có thể trách bụi. Quăng chiêu dính tướng địch là mất ký hiệu phù hiệu thần quang, là chỗ đó có địch. Me con rồng xong mà không thấy team bạn nên Andy cũng đoán được team bạn cũng me con tà thần. Di chuyển theo side team địch có sẵn trên bản đồ, bắt lẻ AD. Watch the time pass us by, here's this feeling lying. Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Quillen không ngờ là có cà phê ly ở đó lúc trước, kiểu gì Quillen cũng về tế đàn. Sau khi có được mạng của Quillen thì ở lên mid nổ giao tranh, nhanh chóng di chuyển hỗ trợ. Moving through all my
vậy mọi người, thiếu người ăn không được thì đừng ăn, sau để chết hết thế này. Should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusion. Hopeless illusion. Maybe I should've known that it ain't. Is mine. An enemy has been defeated. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Hey, could you pass the ladder? Yeah, I'm trying to keep my cool. Double kill. Cảm ơn mọi người đã xem. Đừng quên để lại một follow, một like cho em đi nhé. Cảm ơn ạ.